Mình là Lim Râu nha, chào mừng anh em quay trở lại vlog của mình. Thì cũng đã lâu lắm rồi mình không có ra vlog, là tại vì cũng ảnh hưởng cái dịch nè, lo làm mấy cái chuyện kiếm tiền trước đó, nên ít có ra vlog cho anh em. Thì hôm nay ra vlog là nói về iguana nha. Thì mình cũng sau một thời gian tìm tòi nghiên cứu và học hỏi á, thì mình cũng đã kiểm soát được số lượng, và nói chung là cũng có một cách nuôi gọi là tương đối bài bản. Thì đây là mình sẽ cho anh em thấy cái bầy iguana baby này của mình. Thì một chuồng vậy mình làm thường thường là từ 50 con đến 70 con mình làm mình nuôi đó. Anh em thấy số lượng không? Đây là cái cây nước đó, và đây là thức ăn mình cho ăn đó. Anh em thấy mình rắc lên bột đó, đó là bột vip của mua của anh Nam Ngô đó, bên trại Nam Ngô Farm nha anh em. Thì mình sẽ quay cho anh em thấy cái bét của mình nó sẽ nhảy ăn đến mức độ nào, có thể nó nhé. Bắt đầu có xu hướng bò lại nè. Thì anh em nuôi như mình nói rất nhiều rồi, thì anh em khi mà anh em nuôi cộng đồng á thì nó sẽ có kích thích ăn mạnh hơn, tại vì tụi nó giành giật lẫn nhau á, không có tạo nên một cái tính ù lì, có nghĩa là thức ăn không ăn thì nó vẫn còn đó đó, anh em thấy không? Bắt đầu ăn mạnh rồi nè, đó, xuống rồi đó. Nó những ông cổ nội bên đây chuẩn bị bò qua nè, sợ bị giành. Đó, thì hầu như Lim nuôi bây giờ baby là một chuồng như thế này á. Không biết anh em có tin không chứ mà Lim nuôi chưa mẻ con nào hết, một chuồng từ 50 đến 70 con này chưa mẻ con nào hết. Thì ánh sáng đèn cũng vậy thôi. Một UVA, một UVB ở trên. Tại vì cái UVA này nó nóng lắm, mà cái lưới nhựa này á, kỳ này Lim làm á thì nó hơi mỏng nên mình phải ghim luôn trong chuồng. Chứ nếu mình úp ở trên như cái bóng UVB á thì nó sẽ làm lủng cái lưới luôn nha anh em, nó cháy nó sinh nhiệt mà. Cái bóng đèn UVA nó sinh nhiệt ghê lắm đó, nên khoảng cách chiếu nó xuống đây là vừa đủ. Thì cái quan trọng của cái việc baby này anh em nuôi có thành công hay không thành công á là do vệ sinh sạch sẽ nha. Tại baby thường thường rất là dễ bị đường ruột. Còn ánh sáng này thì chắc chắn anh em phải setup đúng rồi, còn nếu mà không setup đúng thì baby hay là xe lớn gì nó cũng sẽ chết hết đó. Đó, nên anh em việc ánh sáng này thì Lim không nói nữa, đã làm 2-3 cái clip rồi. Thì cái clip này là nói về vấn đề vệ sinh thôi. Thì cái khay nước này nè, thì thường thường đó, một ngày Lim thay 2 lần. Sáng trước khi cho ăn là Lim thay một lần để em nó có uống mà có tắm ở trong đây thì nó cũng sạch sẽ, không có bị nấm, không có bị đường ruột. Và đến đầu giờ chiều Lim cho ăn một lần nữa thì Lim sẽ thay trước khi cho ăn. Đó, anh em thấy mấy em không? Ăn mạnh lắm. Thì cái trong cái VIP á, nó có cả men tiêu hóa và nó có bổ sung vitamin luôn. Và đặc biệt đối với baby á, Lim đã nói rồi, nhất là cái mùa mưa này anh em hạn chế không cho ăn bí đỏ hoặc là cái thực phẩm có màu khó tiêu. Tại vì nhất là mít hay là nho đó, những cái đạm, những cái mà thực phẩm mà nó có cái gốc đường nhiều á thì nó sẽ khó tiêu lắm nha anh em. Đó, iru mà thì nó không có tiêu hóa được mạnh mấy cái đó, nên anh em cho ăn mấy cái đó thương nó là hại á. Thì Lim đây 100% là rau muống. Lim thấy giữ số lượng bằng rau muống thì rất là ok nha anh em. Cứ rau muống là VIP á, Lim rắc bột lên là ok. Đó. Thì Lim đã sử dụng nhiều rồi thì Lim thấy VIP này nó giữ dáng khá tốt, nó kích thích ăn khá tốt và nó sẽ cho iru một cái sức khỏe cũng khá tốt. Nói chung là xài VIP ok nên Lim đã chọn VIP làm một cái bãi đáp luôn. Là cứ mỗi lần Lim lấy năm ngô Lim lấy cái 10 kg. Đó Lim xài, tại vì một ngày trung bình một ngày ở cái shop Lim á thì hiện giờ baby thì nó không còn nhiều. Baby mà kiểu size mà mười mấy ngày vậy như vậy nè thì nó khoảng nó ăn một ngày chắc cũng khoảng 100 con, nó ăn một ngày chắc cũng khoảng nửa gói VIP. Đó, cộng với lại hết nguyên shop thì ngày nó ăn khoảng 1,5 gói. Chung là cũng khá ok. Đó, thì cái lá rau muống thì anh em tìm đâu cũng được rồi. Nên nó dễ xử cho cái vấn đề, đặc biệt là những anh em nào mà ở tỉnh á thì nói chung thù lá rau muống nó rẻ, hầm với anh em xuyên chút anh em đi hái cũng được. Đó rồi mình sẽ kết thúc cái chuồng này ở đây và Lim sẽ quay cho anh em coi một cái chuồng mà Lim đã làm những cái video clip trước nay baby nó sẽ phát triển như thế nào đây nha anh em. Rồi xin chào anh em, để Lim đóng cái chuồng này lại một cái, hay là anh em muốn coi luôn cho ăn cái chuồng dưới cũng được, để đóng cửa lại không nó chạy ra. Thấy vậy chứ nó nhiều nó chạy ra mệt lắm á. Giờ nó đang ăn nó không có quan tâm. Thì cái này nó cũng như vậy luôn nha anh em. Đó thì đó nên nó chưa gì nó thấy là nó nghe mùi rồi, nó đứng nó chờ sẵn này. Vô cắp đi đó, đi vô đồ ăn từ từ bỏ vô nè đó, ăn đi.
đó. Thì cũng như dưới đây, Liêm trước kia Liêm cho ăn phải thay nước, tại vì ăn xong tụi nó thường uống nước nha anh em, nên cái việc nước sạch là rất có lợi cho đường ruột của mấy em đó, không có để nước dơ, mình chà rửa sạch sẽ luôn, chứ phải mình hắt cái nước cũ ra mình thay nước mới đó. Di chuyển, đang di chuyển xuống ăn đó, ăn sướng, còn mấy em ăn sướng. Cho ăn vip riết nó quen á là nó lựa vip, ăn không ăn trước không á nha anh em. Nó uống lộn rồi kìa, cái gì vậy, dính cái đùi, dính cái đùi anh ham ăn mà dính cái đùi không biết luôn. Dính mấy cái đùi anh, còn là bị dính nữa không đó. Thì anh em thấy không, nó có sạch mất cái trứng. Nói chung là Liêm nuôi mấy cái bầy baby này chung chung số lượng vậy chứ không có mẻ con nào hết đó. Ở dưới này cũng thiết kế y chang vậy, một cái UVA nè trong đây và một UVB trong đây đó. Thì ánh sáng bắt buộc nuôi bò sát là phải setup ok hết rồi mới nói tới mấy chuyện khác được, còn không mấy là tụi nó không có đủ tia để tiêu thụ thức ăn á, và tổng hợp chất dinh dưỡng là tụi nó sẽ bị eo ọt và teo đuôi chết. Không có cần cầu kỳ bào nha anh em. Đối với những người mà không có thời gian như Liêm á, thì nói chung là thực phẩm bổ sung là rất là ok, và nó an toàn cho baby, thì Liêm thấy nó an toàn hơn là mình bào bí đỏ. Với lại mấy cái thực phẩm như là mít, nho đều ok á. Rồi Liêm sẽ ra Liêm quay chuyện đó cho anh em nha. Rồi, xin chào anh em. Và đây là cái chuồng baby nở hồi 1 tháng 5 nha anh em. Thì nay tụi nó cũng là khá lớn hết rồi. Có nhiều con anh em thấy không, gai gù rồi bắt đầu nó lên hết đây nè. Đó, cái này là toàn bộ riêng cho nuôi trong nhà hết đó. Này thì chuồng này ánh sáng nó không có căng bằng vậy nên quay nó hơi tối. Bày đây là bày hát blue với lại bày hát hai bồ. Một số này là để lại để làm giống trong mùa này nè. Không biết có con nào mà nó phát triển sớm thì mùa này mà phối được, còn bình thường thì thường thường là cách năm nó mới giao phối được nha anh em. Anh em nào nuôi tốt lắm á, thì một mùa mới xài được. Bây giờ Liêm sẽ bắt ra cho một con cho anh em coi nó to cỡ nào. Tại vì quay trong đây thường anh em thấy nó nhỏ lắm. Để cho đề phòng nó xảy cái mệt. Đó. Để Liêm tắt đi. Liêm bắt xong mà Liêm quay tiếp cho anh em coi nha. Rồi nha anh em, đây là baby mà cái clip đầu tiên Liêm làm về iguana. Thì hôm nay mấy em nó đã lớn như thế này rồi, thì cũng đã được 5 mít rồi nha anh em. Đó, thì mình nuôi này là gọi là phát triển khá nè, chứ mình chưa có biết cái mức tốt ở chỗ nào. Mà mình thấy so với mấy cái bạn mà up lên á, thì cùng thời gian Liêm thấy nó phát triển là ok rồi, khá rồi. Thì để mình lấy nét con iguana cho anh em coi. Đó, gai phát triển khá là ok này, thấy không? Đó, yếm khá là ok. Đó, thì nói chung là size 5x mà body kiểu này á, với lại gai guốc mà được kiểu này á, là khá ok. Nói chung là mặt em này cũng đẹp. Nó, cái vàng này của Liêm á, thì nói chung là gai thì cái bầy này gai khá ok, gai yếm mà khá ok. Rồi chỉ có cái mặt là nó hơi dài thôi, nó không có được mặt ngắn. Thì thường thường cái iguana này nè, mặt ngắn nó sẽ tạo nên cho cái mặt igu nó đều và nó đẹp hơn. Mặt dài thì nói chung là do nhiều anh em á, và bản thân Liêm cũng thấy nữa, mặt dài nó không có đẹp bằng mặt ngắn. Mặt ngắn nó tạo cho cái sự hài hòa trong cái body của igu, làm igu nhìn đã hơn. Còn về yếm thì khỏi chê, rất là tròn đẹp nha, nó không có cần kéo gì hết đó. Hứa hẹn một em igu lớn lên sẽ rất là đẹp, trừ cái mặt. Thì đây cũng là một trong những cái con baby gọi là phát triển bình thường của cái bầy thôi. Những con lớn thêm thì nay nó đã chậm 6x rồi, nên này không có quay mấy con đó, để quay những cái con phát triển bình thường thôi, là nghĩa là số đông của bầy á. Thì để cho anh em thấy được cái sự cho ăn mà rau muống á, cái chuỗi thực phẩm mà Liêm chốt lại á, là rau muống và vip, thì nó sẽ khá là ok nha anh em. Nên anh em cứ mạnh dạn mà cho ăn. Tại lúc trước Liêm cái gì cũng vậy, mình mới chơi, mình phải trải nghiệm hết rồi mình mới chia sẻ kinh nghiệm với anh em. Thì sau khi Liêm xài rồi thì Liêm mới thấy cái này nó ăn rất là an toàn, hầu như anh em nuôi chết rất là nhiều. Liêm mới chơi mà làm sao mà Liêm có kinh nghiệm đẳng cấp liver được như anh em thuộc dạng master. Nhưng mà Liêm dám tự tin Liêm nuôi chưa có một con igu nào chết, là Liêm nuôi là từ size mới nở không nha.
chứ không phải là mua sai chà bá vậy về nuôi thì nó khỏe. Không nói nuôi từ sai baby mới nở không, thì bây giờ kinh nghiệm của Liêm nuôi baby là cũng là gọi là kha khá rồi, Liêm mới dám chia sẻ kinh nghiệm với anh em. Cái thực phẩm á nó quan trọng lắm, tại vì anh em thương cái con baby nhiều quá thì nó không tiêu hóa được nó mới chết. Chứ thường thường là nếu baby mà anh em nuôi cái thực phẩm như Liêm là rất là an toàn. Chỉ có một bé ở cái bầy này nè, bầy bự này nè, đã bị teo đuôi và Liêm mới trị hết rồi. Liêm up lên trang cá nhân á, thì anh em có theo dõi thì bấm vào Đặng Thanh Liêm á, là Facebook của Liêm á, thì sẽ có post một cái bài đó rồi, là quá trình trị teo đuôi cho một em. Mà teo đuôi á nó là biểu hiện của rất nhiều bệnh, chứ không phải là teo đuôi là bị một bệnh tắc ruột không đâu nha anh em. Thì thực sự cái biểu hiện của cái việc khó tiêu nè, tiêu chảy nè, tắc ruột nè, hay là bị cái gì cũng đi chăng nữa thì nó cũng sẽ teo đuôi. Tại vì cái teo đuôi là cái sự rút dinh dưỡng từ cái đuôi lên để nuôi cái cơ thể đó, thì anh em hiểu vậy á, nó hiểu nôm na là vậy. Nên nhiều cái bệnh nó sẽ có biểu hiện teo đuôi lắm, nên anh em phải xác định được cái mầm bệnh chính xác rồi anh em mới hỏi những cái người mà có kinh nghiệm rồi cái cách trị đó. Thì bữa hổm Liêm có boss một em đó là bị tiêu chảy, teo đuôi do tiêu chảy và đã trị hết đó. Thì cái bài này, cái bài sau nãy Liêm mới quay á, là cái bài baby nhỏ đó, thì Liêm cho ăn toàn là rau muống với bếp không đó. Liêm thấy cái mức độ phát triển của nó khá là tốt, nói chung là thuộc dạng từ tầm khá trở lên cho đến tầm tốt, và chưa có em nào bệnh hết đó. Nuôi trong nhà mùa mưa này nó an toàn hơn là ở ngoài, nó chỉ có cái là nó tốn tiền điện và tiền anh em set up cái bóng đèn với máng đèn thì nó tốn hơn khoảng 1,000,000 á, nếu mà xài 2 bóng, còn 1 bóng thì nó cũng mà cũng cỡ đó à. Nhưng mà khi anh em xài 2 bóng vậy, nó có cái lợi và cũng có cái hại. Hại trước mắt là anh em phải mua 2 cái chui thì mất tiền, còn cái lợi về sau á là khi mà anh em thay bóng á, thì anh em thay cái bóng UVB là chủ yếu, còn cái bóng UVA thì anh em lâu thay hơn đó. Nó cũng nếu mà nó không hết đi thì nó vẫn còn được cái độ sưởi ấm mà anh em xài tiếp tục đó. Thì cái mức độ phát triển của một cái em baby như thế này nè, đó là anh em nuôi từ nhỏ lên lớn, hồi nở 1 tháng 5 tới bây giờ, thì Liêm thấy so với nhiều anh em post trên mạng á, thì trên những cái diễn đàn nó có cái mình gọi là mình khoe baby á, thì Liêm thấy cái mức độ phát triển của em này khá là tốt so với cùng loại. Khá là tốt là không phải là nó mau bự hơn, mà cái body tổng thể của nó đó, ví dụ như những cái con 5 mít mà cùng loại á, thì nó không có được cái body như thế này đó. Gai đồ như thế này, để quay cho anh em kỹ coi cái gai này, tại Liêm quay bằng máy cơ nên nó lấy nét hơi chậm đó. Anh em thấy bản gai rất là cao, rất là đẹp, mà body mập nè, mập như con heo á đó, 5 mít nha. Thường thường sai về mấy anh em bót lên toàn 6 mít không à đó. Ok, gai rất là đẹp. Thì nói chung á, là cái clip hôm nay Liêm làm á, là để chia sẻ với anh em, tại vì Liêm đã thử nghiệm xong rồi, nói chung là cũng thấy khá là tự tin vào cái thực đơn mà lá rau muống cộng vip nha anh em. Thì nói chung là mình làm một cái vlog nào cũng vậy, không phải là mình làm để câu like câu view, mà mình chia sẻ cho anh em những cái kinh nghiệm thực tế, để khi anh em làm rồi á thì anh em cảm giác là nó có phần nào nó cảm ơn Liêm, chứ không phải là làm xong rồi để chữ thằng đó nó xạo này nọ là Liêm không thích đó. Thì lúc trước là mình chơi có mười mấy hai chục con à, thì mình không có đủ cái liver, nó hẳn là Liêm vậy. Liêm không có muốn làm clip nhiều để chia sẻ anh em, tại lúc đó Liêm biết chắc chắn là sẽ có nhiều anh em nói chơi được nhiều con rồi, bài đặt chỉ này với người ta. Còn bây giờ Liêm nuôi mấy trăm con baby, chuồng vậy là 50 đến 70 con, và Liêm nuôi rất là nhiều baby như vậy, thì Liêm mới dám tự tin. Liêm xét tổng thể trên cái những cái chuồng nó nuôi, không chết con nào, không bệnh con nào, phát triển đều đều hết, mấy em mau ăn chóng lớn. Thì Liêm mới làm cái clip này để đi chia sẻ cái thực đơn mà Liêm đang sử dụng cho nhiều anh em. Nhiều anh em tại vì họ ngại, họ có nhiều cái phương pháp tốt lắm nhưng mà họ ngại post lên những cái diễn đàn, vì họ sợ những cái thành phần mà nó tai nhanh hơn não á, thích nói chung là thích chửi chứ không thích góp ý á đó. Thì họ nhiều họ ngại lắm. Chim biết rất nhiều cao nhân cũng có rất nhiều phương pháp để nuôi baby tốt, nhưng mà theo Liêm, cảm nhận của Liêm thì cái phương pháp này là phương pháp khá an toàn, khá rẻ và khá tốt cho anh em. Nếu thật sự anh em nuôi vài con baby thôi nha, Liêm nói chuyện 5-10 con thôi thì rất đỡ tốn tiền, tại vì một bịch vip đó nếu mà 5-10 con thì nó ăn chắc cả tháng mới hết á. Bịch vip thì kết hợp với lá rau muống rồi mua rất rẻ nữa. Liêm có mấy nhà Liêm gần chợ nên ra mua rau muống của mấy người lặt lá bỏ, hầu như người ta cho luôn á đó. Thì mình nhưng mà mình thích trả tiền thôi đó, để nuôi những cái bé baby như thế này thì anh em nên tạo mối quan hệ tốt với những bà lặt rau muống nha. Đó, khá là ok. Thì nếu thấy hay thì hãy like, share và subscribe cái kênh của Liêm, để cho một cái kênh phát triển về động vật khá là tốt, để cho anh em
chia sẻ kinh nghiệm với nhau trên đây. Có gì anh em góp ý thì anh em góp ý dưới liên mở phần phía dưới comment nha. Đó. Xin chào và tạm biệt anh em. Chúc một anh em có một những cái bầy bò sát khá đẹp nha, chỉ với vip và lá rau muống. Chào mấy chú đi con.